cháu ngoại tâm thần sát hại ông bà lúc rạng sáng. Nguyễn Xuân Phú là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh. Nửa đêm, Phú dùng dao đâm khiến ông ngoại bị thương, bà ngoại tử vong tại nhà. Khoảng 2 giờ ngày 2 tháng 4, sau khi nghe tiếng hô hoán tại nhà ông Đào Quang Lâm, sinh năm 1938, trú tại thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, công an xã Chính Nghĩa cùng nhân dân địa phương nhanh chóng có mặt và phát hiện Nguyễn Xuân Phú, sinh năm 1993, trú tại thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, là cháu ngoại ông Lâm đang dùng dao đâm ông Lâm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện vợ ông Lâm là bà Mạc Thị Huệ, sinh năm 1942, đang nằm và bị một con dao cắm vào đầu. Ngay sau đó, công an xã Chính Nghĩa phối hợp với người dân khống chế đối tượng Phú. Qua kiểm tra sơ bộ xác định, bà Huệ đã tử vong, ông Lâm bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Nhận được thông tin từ công an huyện Kim Động, Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự phối hợp công an huyện Kim Động và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kim Động tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, làm rõ. Xác minh ban đầu, Phú là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh.